Và thưa quý vị, thêm một cái matching band. Đây trong quân đội của Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, có một cái người gọi là United States Air Force Band. Và đã được đến từ Washington DC, gọi là Travis Air Force Base. Và thành viên là 104 người. Và thưa quý vị, ở trong cái matching band này đó, the musician đó, là người musician đó là đã đến từ 12 nơi khác nhau, và đã có hơn 660.000 những cái hoạt động, giống như là những cái activity đi giải là giải cứu và civilian. Và đằng sau đó là quý vị nhìn thấy hai chiếc máy bay không, ba chiếc máy bay không, bởi vì là Air Force cho nên phải có những chiếc máy bay để cho quý vị nhìn thấy là những cái kiểu máy bay mà thời mỗi một thời đại nó có thể có một chiếc, giống là United Air Force đó. Và Airman là một cái loại mà giống như ngày xưa người Việt Nam mình hay gọi L-19 đó, thưa quý vị. Và tất cả cái hình ảnh mà quý vị vừa xem qua đó, tất cả các anh trong binh chủng không quân của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì tất cả những cái máy bay rất là quen thuộc với các anh. Và thưa quý vị, họ đã, Air Force Base đã làm lễ ăn mừng 70 năm thành lập quân đội Air Force Base này từ năm 2017. Và thưa quý vị, thêm một cái gọi là Lutheran Layman Leaders Celebrate Jesus. Thưa quý vị, đây là một cái float về tôn giáo Lutheran Layman Leaders. Với 100 năm anniversary. California và đã được thành lập từ năm 1840 đến năm 1920 và cho đến bây giờ. Và đến là cái Grabman's Trophy. Grabman's Trophy là gọi cho cái float được có tên là soar beyond the imagination. Soar beyond the imagination. Wow, cái này là của Netflix. Đây là một cái hãng phim. Đây là một cái hãng phim thưa quý vị. Oscar là một cái hãng phim ngày trước. Và cái phim này đó, thưa quý vị, nó có một cái phim rất nổi tiếng từ thời đó, nó gọi là The Little Prince. Rome City đến từ Ohio, tiểu bang Ohio, cái tiểu bang mà rất là lạnh, mà cái tiểu bang đó là giờ này đó, Mỹ Trâm nghĩ rằng là tuyết là phủ dày cả lên, bởi vì Mỹ Trâm đã có cái kinh nghiệm đi đến đó những cái năm trước đây. Và cái thành viên là 253 người và đã được đến đây nó cả
trình quý vị biết không? Tiền máy bay, tiền ăn, tiền ở nó nhiều tốn phém, kém vô cùng. Sắp tiến tới ống kính của truyền hình KVLA. Nếu mà nói về bảo hiểm thì quý vị cũng không thể nào mà quên được là hãng Farmer Insurance, tức là người hàng xóm dễ thương nhất, phải không? Dạ vâng. Và cái hãng bảo hiểm Farmer Insurance trên chiếc xe hoa hồng này có 8 con chó đang có thoa đi hồ bơi trong nhà một người nào đó, rất là nhộn nhịp, rất là vui, kính thưa quý vị. Và đó là Farmer Insurance, người láng giềng tốt bụng. Quý vị thấy cái này nó được cái giải rất lớn, gọi là Grand Marshall Trophy. Grand Marshall Trophy là giải lớn nhất, sau đó là cái giải International Trophy, và cái giải mà China Airlines là được cái International đó quý vị. Và bây giờ là Grand Marshall Farmers quý vị. Tại sao nó được giải Grand Marshall? Bởi vì quý vị nhìn thấy cả một cái float nó quá lớn, và cái xe này đó là cũng phải từ 500.000 trở lên, 500 cho đến 600.000 đồng thưa quý vị. Bởi vì cái bộ máy của nó đó, cái người kỹ sư nó phải thiết kế, nó có hydrocoolant đưa lên cao và đưa lên đưa xuống, và tất cả những cái màu sắc ở trên này là đều là những cái hoa được nghiền ra, xay ra và dán lên đó thưa quý vị, chứ không phải là sơn màu đâu. Nó càng lớn chừng nào, càng có nhiều máy móc chừng nào là càng tốn phí chừng đó. Cho nên nó tại sao nó được cái giải gọi là Grand Marshall thưa quý vị. Và kế đến là một cái float khác, nó gọi là Never Give Up. Và phía trên nó có cái chữ là Finish. Tại sao nó gọi như vậy? Never của cái này của miền Nam Pasadena. Nói lên là đừng có bao giờ bỏ cuộc. Đúng rồi đó quý vị, chúng ta làm một cái gì là cũng không bỏ cuộc. Tại vì có con, quý vị còn nhớ cái câu chuyện chú thỏ và con rùa không? Thì đây cái câu chuyện về chú thỏ và con rùa. Con rùa tuy nó chậm nhưng là đi trước, con thỏ mãi ăn chơi nằm đằng sau, đi đằng sau. Cho nên nó có một ý nghĩa, ngay cả cái chuyện ngụ ngôn họ cũng lấy ra để họ làm một cái xe float để nhắc nhở mọi người về cái tính cần phải cần cù nhận lại làm việc, chứ đừng có quá háo thắng. Và thưa quý vị, đây là thêm được một cái giải trophy nữa mà gió lại thổi quá, thành ra bên trong lại không thể nhìn thấy được cái tên của nó là cái gì. Director's Trophy. Ở trên cái Director's Trophy này là có hai con cọp, quý vị thấy không? Và một cái con gorilla, ba con cọp và một con hai con cọp, một con beo, con gorilla và những cái con bird khác thưa quý vị. Cái này đó nó nói đến cái sự giàu có trong thiên nhiên. Đây là những con thú vật sống hoang dã, mà nếu mà chúng ta không duy trì và giữ gìn của những cái con vật hoang dã này đó, thì cái thế giới này cũng sẽ bị biến dạng đi. Chỉ bởi vì nó không còn, chúng ta cứ săn lùng hay bắt nó kia thì nó sẽ không còn tốt đẹp nữa trong cái đời sống, trong cái đời sống của chúng ta. Đó, và vừa rồi nó gọi là Western Access thưa quý vị. Quý vị nhìn thấy không? Rất là chi tiết vì những cái hình ảnh trên cái con cọp và cái da lưng, hoặc là con gorilla đang cầm trái chuối để ăn. Quý vị nhìn thấy đó, hình ảnh rất là sống động. Và thưa quý vị, chúng ta là sắp là gần hết cái float rồi đó nha quý vị. Bây giờ là cái float số 92 luôn, Bích Trâm tuyên bố cho quý vị biết luôn. Đây là thưa quý vị, nó gọi là Closing Show by Wells Fargo. Tại sao? Bởi vì Wells Fargo Company là một cái company về nhập băng rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ, mà từ cả trăm năm qua và họ vẫn duy trì. Tại sao nó gọi Wells Fargo? Chỉ bởi vì cái lần đầu tiên đi cái qua gần với những cái con ngựa là biểu tượng cho cái đất nước của Hoa Kỳ, mà nhất là California. Dạ vâng, mong muốn để đẩy mạnh sự nhận thức tới hội phụ nữ và những công việc theo chủ nghĩa nhân đạo, giúp đỡ những người đi lính và gia đình của họ. Đó là nhà bảo trợ chính Wells Fargo.
Vanguard, thưa quý vị, Matching Band. Được 6 lần World Champion, gọi là Six Time Drum Corporation International World Champion. Quý vị biết là thành phố Santa Clara đó là cái thành phố gần Santa Barbara, Santa Clara là những cái phần phố sát đi về phía bắc. Và cái thành phố này đó, quý vị biết rằng nó gần sát biển nữa, cho nên nó rất là đẹp. Và những cái người dân mà sống ở đó đó có một cái sinh hoạt rất là năng động outside, outdoor là chỉ bởi vì họ thích ra biển. Cho nên những cái sinh viên và học sinh ở đây đó thì họ cũng có luôn mang thêm một cái truyền thống như vậy. Cho nên tại sao mà cái matching band của cái Santa Clara này đó nó được đến 6 lần World Champion. Và quý vị nhìn thấy không, có cái chữ thank you thật là to để cảm ơn cho tất cả mọi người đã đến tham dự Pasadena Rose Parade. Và cuộc vui nào thì cũng lúc phải chia tay đó, kính thưa quý vị, là hàng chữ thank you để cảm ơn quý vị đã tham dự trong cái hội diễn xe hoa. Cái này là đội, và là cuối cùng là cái đội cảnh sát thành lập năm 1939, là đội cảnh sát lâu đời nhất của tiểu bang California, đến từ thành phố Bakersfield. Nhóm này gồm những thiện nguyện viên giúp đỡ những hoạt động nhằm mục đích giúp đỡ những trẻ em bị bệnh tâm thần và bạo hành của quận. Vâng thưa quý vị, cái đội kỳ binh vừa rồi là của đội kỳ binh Sheriff of County. Thưa quý vị, đây là một cái đội mà đã rescue và cứu vớt cho tất cả những cái người sống ở trong California này. Nếu không có sheriff, nếu không có cảnh sát, nếu không có những người này thì đời sống của chúng ta sẽ không có được yên lành. Nhờ những cái người cảnh sát này, họ phải hy sinh như thế nào thì chúng ta mới có được một cái đời sống bình yên, có thể mà đi làm, đi học đầy đủ, phải không thưa anh? Vâng thưa quý vị, và nguyên cả một cái đội xe ngựa, vừa xe ngựa vừa đi qua, và bây giờ là đội xe và cái đội xe, và trong cái đội xe này đó là quý vị họ thấy kéo theo những cái wagon, và cái wagon đó là những cái gì thì quý vị cũng đã biết rồi, nó như thế nào rồi, nằm ở trong đó. Vâng, và kế đến nữa là quý vị nhìn thấy dọc suốt về phía sau đó là tất cả những cái đội xe của cảnh sát, và nó đã nói lên cái buổi diễn hành đã bắt đầu chấm dứt. Bao giờ vậy, mở đầu là những cái đội xe mô tô của cảnh sát mở màn, và sau cùng cũng là cảnh sát đi một hầu, bởi vì chúng ta luôn luôn có người che chở, phải không anh? Nào kính thưa quý vị, bên trong đang còn ghét một vài người khách cho họ đã đi coi cho Rose Parade. Bây giờ theo dõi một nói chuyện này nhé. How many times you come into Rose Parade? This is the fourth time. How do you feel? It's wonderful. I love the parade here. Where do you come from? San Diego. Here to cheer on the USC Trojans. Oh my God, how about you? From San Diego. And we're playing on USC. Yeah. And you are going to school in USC? Yes. Oh my God, that's where you get right. Oh, now I get to. I saw that Trojan. Now. That's where we met. Wow. That's where we met. We've been married for 24 years. 24 years. Wow. And then when you see the matching band, and you will love it, right? And you remember what you do in the high school? Yeah. Thank you very much to be here today, and then we love it. Both of you become the couple, beautiful couple. And then Happy New Year both of you. Thank you. Và thưa quý vị, bây giờ Bích Trâm đang nhìn thấy một cái người khách họ đi coi đây, họ mặc nguyên một cái outfit của trường USC, mà trường USC rất là nổi tiếng ở đây cả California, phải không thưa quý vị? What's your name? Diana. Diana. Oh, you know, today I saw you wear the outfit like this. Did you go to that's the college, the university before? Yes, uh-huh. And here's my necklace. Oh my God. Before that, you are in the cheerleading too? No, but I would like to be. But you go to school and you
finish school in there? No, I'm just a fan. Just a fan? Yeah, uh-huh. A wannabe. A wannabe, yeah, uh-huh. Okay, but how many times you come to Rose Parade? Forever, for probably 40 years. 40 times? Oh, yeah, oh, yeah. We used to camp out on the street. Uh-huh. We used to camp overnight. We used to camp over. We used to. Oh, my But it's God. Too cold now, but I'm too old now. Rain or shine. Rain yeah, or shine. Rain or shine. Wow. Uh-huh. Yeah. I know. How to make you feel about when you come to the Rose Parade? Oh, it's just in person. You have to see it in person to really appreciate all the floats and everything. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là hệ thống truyền hình KVLA của chúng tôi. Anh em chúng tôi đã đến đây để trực tiếp thâu lại những cái quang cảnh của cái chương trình diễn hành Hội Hoa Hồng 128, lần thứ 128 của thành phố Pasadena. Và tất cả là có 94 cái float vừa đi qua. Vâng, thưa quý vị đã nhìn thấy tất cả những chiếc float và những cái đội matching band phải không? Và bây giờ chúng tôi đã đến lúc phải chia tay và bây giờ mời anh. Cuộc vui nào thì cũng lúc tàn và Nguyên Danh, Bích Trâm và Tiến Dũng xin lưu luyến chia tay cùng quý vị và hẹn lại quý vị trong Rose Parade năm tới. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Happy New Year!